và Lý Sinh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Tuyệt Đốn. Hôm nay thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2011, xin kính gửi đến quý vị những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Kể đến sự thắng lợi và triển vọng của nữ ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa Michelle Bachmann qua bài nhận định của bà Jackie Bong. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem tướng Pháp Ngô Hùng Diễn qua buổi tiếp xúc giữa ông Đinh Hùng Cường và tác giả giáo sư Trần Quản Quyến. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức có liên quan đến Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội đặt quyền lợi quốc gia lên trên, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng 7, thị trường chứng khoán toàn cầu lại tuột dốc, phiến quân Taliban tấn công phòng thông tin Anh Quốc, Ai Cập triệu hồi đại sứ Israel, lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi thăm Liên bang Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Quốc hội đặt quyền lợi quốc gia lên trên. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lặp lại lời kêu gọi Quốc hội đặt quốc gia lên trên chính trị và giúp cho dân chúng có công ăn việc làm trở lại. Ông Obama đã đọc bài diễn văn hàng tuần vào sáng thứ Bảy tại một thị trấn nông nghiệp ở tiểu bang Illinois. Ông hối thúc Quốc hội thông qua một dự luật về xây dựng để tạo ra những việc làm nhằm xây lại đường xá, cầu cống và phi trường. Ông cũng thúc giục các nhà lập luật triển hạn một khoản giảm thuế lương bổng hiện giúp cho các gia đình tiết kiệm được khoảng 1.000 Mỹ Kim tiền thuế mỗi năm. Ông Obama nói rằng đây là những ý tưởng phù hợp với lẽ thường mà cả Dân Chủ và Cộng Hòa đều ủng hộ. Ông nói rằng những thành viên Quốc hội đặt nặng về vấn đề tranh chấp chính trị đang kìm hãm đà tiến của đất nước. Theo dự liệu, Tổng thống Obama sẽ trình bày một chương trình mới về công ăn việc làm vào đầu tháng 9 khi Quốc hội nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng 7. Hôm thứ Sáu 19 tháng 8, chính phủ nói rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng trong 28 tiểu bang. 9 tiểu bang được ghi nhận là có giảm và tại 13 tiểu bang tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi. Nền kinh tế trì trệ của Hoa Kỳ tạo ra được 117.000 việc làm mới trong tháng 7, nhưng đó là con số hàng tháng nhỏ hơn trước đó trong năm. Điều đó có nghĩa là khoảng 14 triệu công nhân mất việc và hàng triệu người khác chỉ làm bán thời gian hoặc làm các công việc ít giờ hơn họ muốn. Từ hơn 2 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn nước Mỹ vẫn đứng ở mức 9% hay cao hơn. Tuy nhiên, Bộ Lao động nói rằng có những khác biệt giữa các vùng tại Hoa Kỳ. Tại các tiểu bang miền Tây, tỷ lệ thất nghiệp trên trung bình và khu vực Đông Bắc có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Hai tiểu bang miền Tây, California và Nevada, có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất đến 12% hay hơn. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 3,3% là tiểu bang North Dakota, có nhiều vùng quê ở miền Trung Tây. Thị trường chứng khoán toàn cầu lại tuột dốc. Các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm thứ Sáu 19 tháng 8 tiếp tục sụt giảm trên khắp thế giới. Các thị trường Á Châu và Âu Châu giảm mạnh, dù không bằng hôm thứ Năm. Các chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ dao động khi thị trường mở cửa sáng thứ Sáu, nhưng đến xế chiều trật giá hơn 1%. Tại Âu Châu, nhiều người e rằng ngân hàng ở châu lục này không đủ vững mạnh để đối phó với vụ khủng hoảng nợ đang lây lan trong các chính phủ gặp khó khăn tài chính. Các nhà đầu tư cũng lo ngại là các chính khách Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về những khoản cắt giảm chi tiêu trong dài hạn để giảm bớt số nợ khổng lồ hoặc không thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đủ nhanh để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp. Trước các vụ bán cổ phiếu trong tháng này, các nhà đầu tư khắp thế giới mất hơn 6.000 tỷ Mỹ Kim. Nhiều người quay sang đầu tư vàng, khiến giá vàng hôm thứ Sáu lên quá 1.880 Mỹ Kim một ounce, tăng 31% từ đầu năm đến nay. Phiến quân Taliban tấn công phòng thông tin Anh Quốc. Những kẻ đánh bom tự sát tấn công vào trung tâm văn hóa của Anh ở thủ đô Afghanistan hôm thứ Sáu 19 tháng 8 gây ra nhiều giờ chạm súng, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ tân Tây Lan. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm
thực hiện vụ tấn công xảy ra ngay trong lúc Afghanistan kỷ niệm 92 năm ngày độc lập khỏi ách cai trị của Anh quốc. Cuộc vây hãm các văn phòng thông tin Anh tại Kabul bắt đầu sau khi một trong số những kẻ đánh bom kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ bên ngoài cổng ra vào chính, trong lúc một tay đánh bom tự sát khác tấn công bên trong khu nhà. Ba phiến quân khác cũng vào bên trong tòa nhà và nổ súng qua lại với lực lượng an ninh Afghanistan trong suốt 8 giờ đồng hồ. Lực lượng NATO ứng cứu, hỗ trợ cảnh sát và binh sĩ Afghanistan. Cuộc tấn công chấm dứt sau khi tất cả các phiến quân bị hạ sát. Đại sứ Anh tại Afghanistan, ông cho biết không có công dân Anh nào bị thương trong vụ tấn công này. Ai Cập triệu hồi đại sứ ở Israel. Ai Cập quyết định triệu hồi đại sứ ở Israel để phản đối những cái chết của nhân viên an ninh Ai Cập trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel chống lại những phần tử chủ chiến dọc theo biên giới hai nước. Nội các Ai Cập cho biết họ triệu hồi đại sứ cho tới khi nào Israel cung cấp kết quả cuộc điều tra về vụ này. Bạo động giữa Israel và những phần tử chủ chiến ở dải Gaza đã leo thang khuya thứ Sáu, trong lúc Israel tiếp tục không kích và phe Palestine bắn rocket vào Israel. Những vụ không kích của Israel đã giết chết ít nhất 12 người Palestine ở Gaza. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi thăm Liên bang Nga. Điện Kremlin xác nhận là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã tới Nga và sẽ hội kiến Tổng thống Dmitry Medvedev. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên mô tả chuyến đi là không chính thức và nói rằng ông Kim sẽ đi thăm Siberia và vùng Viễn Đông của Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Medvedev. Nhật báo của Nga trích lời một viên chức của văn phòng Tổng thống nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ gặp vị Tổng thống Nga tại một căn cứ quân sự tại thành phố ở mạn đông Siberia vào tuần tới. Lần trước ông Kim đi thăm nước Nga là vào năm 2002 khi ông hội kiến Tổng thống Nga, lúc đó là ông Vladimir Putin. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Sau đây xin kính mời quý vị đón xem sự thắng lợi và triển vọng của nữ ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa qua bài nhận định của bà Jackie Bong. Jackie Bong xin kính chào quý vị và nhận định về bà Michelle Bachmann thắng cử straw poll ở Iowa. Nữ dân biểu Michelle Bachmann, 55 tuổi, một ngôi sao đang lên trong 8 ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đã thắng cử trong cuộc bầu cử thử straw poll tại Iowa với 4.800 trên 17.000 lá phiếu. Tỷ lệ ủng hộ bà là 22% so với 23% của ông Mitt Romney. Bà có nhiều triển vọng được đề cử ra tranh cử tổng thống vào Tòa Bạch Ốc năm 2012. Bà nặng lời chỉ trích chính sách kinh tế thiên tả của chính phủ đương thời và mạnh miệng tuyên bố là ông Obama sẽ là vị tổng thống của một nhiệm kỳ mà thôi. Bà thuộc trường phái bảo thủ, có thể nói là cực hữu của Tea Party, phe Cộng Hòa. Phụ nữ nắm nhiều vai trò lãnh đạo cao cấp trong phong trào trà này, làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11-2010 vừa qua. Phụ nữ Tea Party giành được 9 ghế ở Hạ viện và 1 ở Thượng viện, giúp đảng Cộng Hòa giành lại phe đa số tại Hạ viện. Bà Bachmann, người trúng cử 3 nhiệm kỳ tại Hạ viện, đáp ứng được sự đòi hỏi của giới cử tri phụ nữ như Smart Girl Politics với 40.000 phụ nữ bảo thủ. Họ ủng hộ bà về các vấn đề chống phá thai, chống chính phủ tài trợ chăm sóc y tế hay an sinh xã hội cho người dân. Bà nổi bật chống lại khả năng lãnh đạo của Tổng thống Obama vì ông không phục hồi được nền kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cũng như là mức nợ quốc gia càng ngày càng gia tăng. Khi bà tuyên bố là chính quyền Obama thiết lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Mỹ, thì các cuộc tranh luận gay gắt nổi lên trên toàn nước Mỹ. Phản đối lại quan điểm của bà Bachmann, ý kiến bạn đọc trên website, diễn đàn và báo điện tử phân tích rằng chính quyền của ông George Bush dùng tiền thuế của dân nghèo
cứu trợ cho người giàu với định chế tài chánh thì có thể gọi đó là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Hai cái bút John Meacham và Evan Thomas trên tờ Newsweek nêu quan điểm là tất cả chúng ta đều là người theo chủ nghĩa xã hội, vì chính Tổng thống Bush quốc hữu hóa ngân hàng, mua cổ phiếu và nợ xấu của họ, chứ ông Obama chỉ tiếp tục các dữ kiện đó, cũng như dự luật ngân sách của Tổng thống Bush để lại cho ông hưởng, cộng thêm hai trận giặc Iraq và Afghanistan. Những yếu tố mâu thuẫn này tác động đến niềm tin của dân chúng Mỹ. Thăm dò mới nhất của CNN trong giữa tháng 8 cho thấy chỉ có 14% cử tri ủng hộ quốc hội, tức là 86% không bằng lòng với cách quản trị của các nhà lập pháp dân chủ cũng như Cộng hòa. Liệu chiều hướng cực đoan, phản đối kịch liệt những chương trình cải cách của chính phủ Obama đưa ra, Tea Party sẽ ủng hộ bà Bachmann hay một ứng cử viên Cộng hòa nào khác đắc cử trong năm 2012 được chăng? Jackie Bong xin kính chào quý vị. Hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị vùng Washington và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương, quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình tham dự đêm hội ngộ với dạ tiệc có văn nghệ giúp vui tại nhà hàng Thần Tài, số 6249 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia, 22041, vào lúc 6:30 chiều Chủ nhật 4 tháng 9 năm 2011. Giá vé ủng hộ là 35 Mỹ Kim. Xin liên lạc với ông Nguyễn Kim Hùng, số điện thoại 571-438-1169, hoặc ông Nguyễn Hưng Thái, số điện thoại 703-655-7402. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thuyền Đốn sẽ trở lại với quý vị tướng Pháp Ngô Hùng Diễn qua buổi tiếp xúc giữa ông Đinh Hùng Cường và tác giả Trần Quan Quyến sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem.